Chào tất cả các ba mẹ và xin chào các con yêu trở lại với kênh YouTube Nguyễn Thị Hệ hôm nay. Và ba mẹ thân mến, video lần này mẹ Hệ sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ về sóng rung động của người mang số sứ mệnh 1. Nếu các ba mẹ chưa biết được sứ mệnh của mình là số mấy thì các ba mẹ phải xem lại video mà mẹ Hệ đã hướng dẫn bằng cách click vào phần mô tả phía bên dưới video này. Mẹ Hệ đã ghi sẵn những cái đường link để chúng ta xem lại cái cách tiến chỉ số sứ mệnh thông qua họ tên của chúng ta. Và trong cái video đó, mẹ Hệ đã bật mí chúng ta biết được 20 chỉ số nó sẽ tác động đến cuộc sống của các ba mẹ như thế nào nhé. Và chúng ta sẽ biết là tầm quan trọng và đâu là con người mà chúng ta cần phải trưởng thành ở trong tương lai nữa. Thế nên là chúng ta phải xem lại video đó để chúng ta hiểu sâu sắc về chỉ số sứ mệnh. Khi chúng ta hiểu rồi thì chúng ta mới biết là chúng ta cần phải làm gì. Ba mẹ thân mến, sứ mệnh 1 thì vũ trụ muốn các ba mẹ trở thành người như thế nào đây? Cái thứ nhất đó là trở thành thủ lĩnh hay được gọi là nhà lãnh đạo để có thể dẫn dắt đội nhóm đến với những mục tiêu lớn. Chắc chắn rồi, người sứ mệnh số 1 luôn luôn phải đứng vai trò ở cái vị trí dẫn đầu tiên phong. Điều thứ hai đó là hãy tập trung vào những tầm nhìn bao quát, phát huy hết cái năng lực sáng tạo và thông qua những giải pháp đột phá. Hãy kiểm soát chủ động các tình huống để bảo vệ và truyền cảm hứng cho đội nhóm của mình. Cũng giống như là một cái người đi trước và rất là nhiều người ở đằng sau, giống như một vị thuyền trưởng đó, thì người số 1 luôn luôn là những vị thuyền trưởng như vậy. Và đương nhiên ở phía đằng sau sẽ có rất là nhiều những con người khác sẽ đi theo mình. Vậy nên là hãy tập trung vào những tầm nhìn bao quát các ba mẹ nhé. Phần thứ ba đó là hãy luôn dẫn đầu trong mọi tình huống ạ. Hãy trở thành người dẫn đầu. Khi chúng ta xác định được là chúng ta phải ở vị trí số 1, phải ở vị trí dẫn đầu, thì chúng ta sẽ biết vươn mình lên trong cuộc sống. Chúng ta phải đặt ra cho mình mục tiêu ạ. Bởi vì đây chính là nhiệm vụ mà vũ trụ giao phó đến cho chúng ta đấy. Chúng ta phải tiên phong để nâng tầm tư duy lãnh đạo lên và tạo ra những tầm ảnh hưởng ở trong cuộc sống này. Tầm ảnh hưởng đó có thể là ở trong gia đình, có thể là ở ngoài xã hội, thì chúng ta hãy thể hiện mình là ở cái vị trí dẫn đầu nhé. Điểm thứ tư đó là hãy trở thành người độc lập, tự chủ, dám quyết định và chịu trách nhiệm. Điểm thứ năm đó là khác biệt, hãy dám nghĩ lớn. Cái sự khác biệt ở đây có nghĩa là gì? Chúng ta đến cái cuộc sống này, đương nhiên mỗi một người sẽ có một cái chỉ số sứ mệnh khác nhau, nhưng những người sứ mệnh một đó luôn luôn đôi khi họ sẽ có phong cách khác biệt hơn, họ có cái sự dẫn dắt khác biệt hơn, họ có những cái cách khác biệt để tạo ra thành công trong cuộc sống, họ cũng có những cái sự khác biệt để có thể biến những cái mục tiêu của họ đạt được đến thành công nhanh hơn, sớm hơn hoặc rực rỡ hơn để tạo ra những dấu ấn trong cuộc sống này. Thế nên cái sự khác biệt ở đây là rất là quan trọng. Và chính cái sự khác biệt này nên đôi khi người số 1 sẽ cũng tách biệt ra hơn so với những người khác. Và những người số 1 đó họ sẽ có những sự độc đáo hơn những người khác. Và đương nhiên rồi, những cái sự độc đáo và những cái sự khác biệt thì nó không phải là số nhiều đâu. Họ luôn luôn là số ít trong rất là nhiều những người khác. Vậy nên là chúng ta hãy tự tin vào bản thân nhé. Chỉ cần người số 1 tin vào bản thân thôi, và hãy tin vào những cái mà mình chắc chắn sẽ tạo ra. Hãy dám nghĩ đến những mục tiêu lớn để đánh thức những cái khát vọng và phá vỡ hết đi mọi sự rào cản ở trong bản thân của mình, tất cả những cái giới hạn ở trong bản thân của mình, thì người số 1 sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ và tuyệt vời. Nói đến con số 1 là một cái con số mà rất là đáng ngưỡng mộ, bởi vì đây là một cái con số mà họ sinh ra trong cuộc sống này để họ phải trở nên khác biệt và dẫn đầu. Thế nên họ luôn luôn sẽ tạo ra những cái gì đó rất là đặc trưng của họ, và họ sẽ làm cho người khác vô cùng ngưỡng mộ đấy. Bởi vì cái kết quả cuối cùng họ đạt được, họ không những là những cái người đầy sự trách nhiệm, họ không những là cái người rất là chính trực, họ không những là những cái người rất là rõ ràng và thực sự là khẳng khái nữa. Mẹ phải nói cái từ là khẳng khái nha. Khẳng khái, trí trượng phu, sắt đá tâm hào kiệt. Thì các ba mẹ thân mến, những người có cái sứ mệnh số 1 thì họ có cái tố chất như vậy ạ. Vốn dĩ bên trong của họ đã có sẵn những cái tố chất của những nhà lãnh đạo rồi. Thế nên là họ đến với thế giới này, họ luôn luôn tỏa sáng và họ sẽ luôn luôn là những cái người mà tạo ra sự khác biệt, rất rất khác biệt trong cả một cộng đồng hay là một tổ chức. Đây cũng chính là cái con người mà chúng ta cần phải trở thành. Thì ngay từ bây giờ, hãy tự tin vào bản thân để mà chúng ta sẽ tạo nên những cái sự khác biệt đó. Và cái đặc sản của người số 1 đó là tạo ra tầm ảnh hưởng ở trong mắt người khác. Vậy nên là khi chúng ta làm việc, chúng ta phải rèn luyện bản thân mình nhiều lắm đấy. Và vũ trụ sẽ luôn nhắc nhở chúng ta là chúng ta phải rèn giữa bản thân mình thật là nhiều để làm sao chúng ta có thể đạt được cái chỉ số sứ mệnh này. Và các ba mẹ thân mến, nhất là con của các ba mẹ, nếu mà chúng ta biết con của chúng ta có sứ mệnh số 1 rồi, thì việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là cài đặt kiến thức cho các con ạ. Mẹ Hệ ví dụ, ở trong cái cuốn sách là Con bạn
hạnh phúc nhất về điều gì thì mẹ đã cài đặt sứ mệnh kim cương cho các con của các ba mẹ rồi. Vậy thì các ba mẹ mà đọc thì chúng ta tự đọc cho chính mình, còn nếu cho con thì chúng ta sẽ đọc cho con được không ạ? Cuốn sách này không phải chỉ dành cho con đâu nhé, mà dành cho bất kỳ một người nào để chúng ta có thể biết được tất cả những cái giải pháp để chúng ta đồng hành với từng con số. Và các ba mẹ thân mến, mẹ hãy ví dụ như là em bé con số 1 đi, thì chúng ta sẽ cài đặt cái tiềm thức kim cương cho các con của các ba mẹ khi mà vào hai cái trạng thái như sau. Thứ nhất là vào buổi sáng trước khi chúng ta dậy, hoặc hai là vào buổi tối khi mà các con chuẩn bị đi ngủ, thì các ba mẹ sẽ đọc cùng con nha. Ví dụ như thế này này: con yêu à, con hãy nghe những lời nhắn nhủ của vũ trụ dành cho con nhé. Hãy tự tin đón nhận nhiệm vụ mà vũ trụ đã giao cho con. Đây chính là sứ mệnh số 1 của con. Vũ trụ muốn con trở thành một nhà thủ lĩnh, một nhà lãnh đạo để dẫn dắt đội nhóm đến với mục tiêu lớn. Con luôn sống chính trực và dấn thân hết mình. Con quyết đoán, con nhất quán và chủ động trong mọi công việc. Con vô cùng tự tin, đảm đương công việc, mở lối dẫn đường thành công. Con thu hút mọi người cùng tham gia để biến những ý tưởng lớn thành hiện thực, vân vân. Thì trong cuốn sách này, mẹ Hẹ đã và cô Hải Lý đã ghi rất là chi tiết cho các ba mẹ. Cô Hải Lý cũng đã chắp bút cùng với mẹ Hẹ cho ra đời cuốn sách này để hướng dẫn cho các ba mẹ cái cách cài đặt tiềm thức kim cương cho các con. Và chưa hết ạ, nếu như con của các ba mẹ là sứ mệnh 1 thì các ba mẹ phải hiểu đấy là con người mà các con ba mẹ cần phải trở thành trong tương lai, hay chính các ba mẹ cần phải trở thành trong tương lai nữa. Vậy thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái câu hỏi này: sứ mệnh số 1 thì tôi làm gì, hay sứ mệnh số 1 thì tôi nuôi dạy con tôi như thế nào? Đó chắc chắn là câu hỏi của các ba mẹ đấy. Và hiểu được điều này thì mẹ Hẹ đã hướng dẫn cho chúng ta từng giải pháp một cho các em bé số 1 nhé. Đây, chúng ta hãy lật ra cái trang này và nhân tiện mẹ Hẹ hướng dẫn cho các ba mẹ về cái cách để mà chúng ta đồng hành ạ. Chúng ta sẽ nhìn về cái chương mà chúng ta nói về tính chất các con số. Ví dụ tính chất con số 1 thì mẹ Hẹ sẽ chia sẻ là: vậy thì đường đời, sứ mệnh, thái độ, tương tác vân vân, nó nói là điều gì? Có những em bé thì không những chỉ có sứ mệnh số 1 mà lại có đường đời số 1, thái độ, thì chúng ta sẽ cùng chúng ta xem. Và ví dụ như là giải pháp cho em bé số 1 này, đầu tiên thì chúng ta nhớ này, nhà lãnh đạo, đã là nhà lãnh đạo, là cái người dẫn đầu và tiên phong rồi thì chắc chắn mục tiêu là quan trọng nhất, đúng không nào? Thế nên là mẹ Hẹ phải đưa ra cho các ba mẹ cái giải pháp là giải pháp giúp con thiết lập mục tiêu đó, thì dành cho con là 0 đến 6 tuổi riêng, và cho những em bé là từ 7 đến 17 tuổi là riêng hoàn toàn ạ. Hai độ tuổi phải khác nhau với những giải pháp khác nhau, không giống nhau. Tương tự như thế đối với các em bé khác cũng vậy, và còn rất là nhiều giải pháp với cha mẹ. Ví dụ như là với em bé số 1 của chúng ta thì sứ mệnh của các con sau này là trở thành những người dẫn đầu, là những người lãnh đạo, đúng không? Thì chắc chắn rồi, các con phải được rèn cái khả năng xoay sở trong cuộc sống. Cuộc sống thì hay lắm, luôn luôn cho chúng ta rất là nhiều những bài học, và con của các ba mẹ cũng không nằm ngoại lệ đâu ạ. Và chúng ta phải biết chúng ta là ai, thì sứ mệnh vừa rồi là mẹ Hẹ đã chia sẻ với các ba mẹ rồi. Nhưng mà câu hỏi tiếp theo là: vậy thì tôi làm gì với sứ mệnh của tôi đây? Vậy thì trong cái cuốn sách này mẹ Hẹ đã hướng dẫn này, người số 1 thì ngay từ nhỏ phải rèn cho con được cái khả năng chịu trách nhiệm được ở trong cuộc sống, và rèn luyện cho con cái khả năng xoay sở. Tại sao phải rèn luyện điều này? Bởi vì nhà lãnh đạo thì luôn luôn trong cuộc sống là sẽ có rất là nhiều lần cần phải ra quyết định, và mỗi một khi ra quyết định thì đó cũng là một nghệ thuật, đó cũng là một dạng kỹ năng. Có rất là nhiều các ba mẹ có các con không thể ra quyết định được, và chính các ba mẹ hiện nay cũng không thể ra quyết định được. Vậy thì chúng ta phải làm sao để có thể ra được quyết định? Nhưng ra quyết định rồi thì không phải quyết định nào cũng đúng đâu ạ, không phải quyết định nào cũng dẫn đến sự thành công, mà có rất là nhiều những cái quyết định của chúng ta chưa được đúng lắm và dẫn tới là những hậu quả chúng ta cần phải xử lý. Vậy thì chúng ta phải rèn luyện cho con của chúng ta khả năng chịu trách nhiệm ở trong cuộc sống này, để khi mà các con chịu trách nhiệm, các con sẽ biết là nhận được bài học gì thông qua những cái sự quyết định đó, và từ đó các con sẽ phải xoay sở nó để mà tìm cái giải pháp khắc phục. Và đương nhiên còn rất là nhiều các giải pháp khác mà mẹ Hẹ đã hướng dẫn cho các ba mẹ ở trong cuốn sách này, vì không có nhiều thời gian nên là mẹ Hẹ không thể chia sẻ từng giải pháp được. Nên là các ba mẹ vui lòng đọc ở trong cuốn sách này nhé, để chúng ta biết được là cái cách để làm sao mà chúng ta rèn luyện cho con của chúng ta. Và các ba mẹ thân mến này, với những nhà lãnh đạo số 1 thì đây là một vài những cái điều mà mẹ Hẹ sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ và chú ý cho các ba mẹ, cũng như là cho các con yêu trong cuộc sống khi mà chúng ta đi qua cái bài học của sứ mệnh số 1. Điểm chú ý đầu tiên đó là hãy lãnh đạo chính bản thân mình. Các ba mẹ thân mến, chúng ta muốn lãnh đạo người khác thì việc đầu tiên 1000% đó là chúng ta phải biết lãnh đạo chính bản thân mình. Mẹ hãy cứ ví dụ như thế này thôi nhé. Chúng ta nói rằng là
các em phải đi làm đúng giờ, các em phải có mặt ở công ty 8:30, nhưng chúng ta là người sếp, chúng ta lại không lãnh đạo được chính bản thân mình. Thôi hôm nay mình đi làm trễ một chút, ngày mai mình đi làm trễ một chút cũng được, không sao đâu, vì mình là lãnh đạo mà. Thì theo các ba mẹ đó, các bạn có thể nghe chúng ta được không? Các bạn có tâm phục khẩu phục với chúng ta được không ạ? Và các bạn có kính trọng chúng ta được không? Vậy nếu chắc chắn rồi, không thể kính trọng, không thể tâm phục khẩu phục, không thể nào mà ngưỡng mộ được một người sếp như thế được. Và nếu như người ta đã không có ngưỡng mộ ở bên trong, người ta đã không kính phục ở bên trong, vậy thì chúng ta nói người ta có nghe không ạ? Đôi khi người ta nghe là vì phải nghe, người ta làm là vì phải làm, chứ không phải người ta làm người ta nghe là vì người ta yêu mến, người ta tâm phục. Và các ba mẹ thân mến, ở về lãnh đạo thì chúng ta có 5 cái cấp độ của sự lãnh đạo, đúng không ạ? Thứ nhất là họ làm bởi vì họ phải làm. Thứ hai là họ làm vì họ thương lượng với chúng ta được, dàn xếp được là tôi làm cái này, tôi được cái này. Cái cấp độ thứ ba là họ ngưỡng mộ để họ làm. Nhưng cấp độ thứ tư đó là họ làm vì lòng biết ơn. Thế thì các ba mẹ thân mến, khoan hãy nói tới cái cấp độ số 5 đi. Mới nói tới cái cấp độ thứ tư thôi, bởi vì cấp độ 5 là cấp độ của sự vĩ nhân rồi. Con người chúng ta thì cũng rất là cần phải rất là nỗ lực để có thể đạt được cấp độ vĩ nhân đó. Nhưng mà ít nhất là các bạn nhân viên đi làm vì lòng biết ơn thì cái điều này sẽ vô cùng tuyệt vời. Thế nên nhà lãnh đạo xuất sắc của con số sứ mệnh 1 thì cái việc đầu tiên nhất mẹ hệ phải nói đó là hãy lãnh đạo chính bản thân mình. Chúng ta phải thực sự nghiêm khắc với chính bản thân mình đấy, kỷ luật với chính bản thân mình, và chúng ta phải thực sự quản trị được chính bản thân mình. Chúng ta không thể lãnh đạo người khác được đâu nếu chúng ta không lãnh đạo và quản trị chính bản thân mình. Và đó là lý do vì sao các ba mẹ ở nhà đó nói trẻ không nghe, dạy con không nghe, nói nó cũng cãi lại, nói nó lờn mặt luôn và rất là nhiều thứ, và dẫn tới là phát điên vào lên, bởi vì tại sao em nói con em không nghe, và nó càng không nghe chúng ta lại càng điên lên và chúng ta lại càng rời xa cái bản thể của chính mình. Và đó cũng chính là lý do vì sao mà mẹ hẹn lại phải tổ chức những cái chương trình là tìm về chính mình, để tìm lại được cái con người thật của chính mình, để chúng ta được quay trở về bên trong, nhìn nhận lại chính mình và đổ đầy lại cho chính mình, để chúng ta không bị rời xa cái bản thể của chính chúng ta. Và chưa đâu ạ, cũng vì cái việc là chúng ta không lãnh đạo được chính mình nên là chúng ta làm cho những cái mối quan hệ của chúng ta rất có vấn đề. Chúng ta cứ bắt người khác phải làm theo ý mình nhưng mà chúng ta lại không thấu hiểu được người khác. Và các ba mẹ thân mến, mẹ hẹn lại phải có những cái chương trình là chữa lành đứa trẻ bên trong, để làm sao cho chúng ta, vì chúng ta có quá nhiều nỗi đau rồi, chúng ta bị gãy vỡ về mối quan hệ, chúng ta bị rất là nhiều tổn thương ở trong quá khứ rồi. Thế mẹ hẹn lại phải nhổ đi những cái gai ở trong quá khứ cho các ba mẹ, những nỗi đau đấy, để các ba mẹ được bình an. Khi các ba mẹ được bình an và các ba mẹ quay vào bên trong thì hơn ai hết đấy là lúc các ba mẹ được trở về với chính mình, lãnh đạo lại được chính mình, quán chiếu cái bên trong của chính mình, quan sát chính mình các ba mẹ. Nếu mà trong ngôn ngữ của Đức Phật thì hay nói cái gì là quán tâm đấy ạ. Và cái này là chúng ta cần phải quản trị. Nên mẹ hẹn vẫn phải đổ lại một câu nữa nha. Muốn lãnh đạo người khác thì cái việc đầu tiên chúng ta cần phải làm đó là lãnh đạo chính mình. Cho nên những người có sứ mệnh số 1 cần phải làm điều này đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Và cái điểm thứ hai mẹ hẹn muốn nói ở đây, cái sự khuyến cáo với các ba mẹ đó là sự lắng nghe. Các ba mẹ thân mến, người có sứ mệnh 1 mà nếu chúng ta lại kết hợp với đường đời 1 nữa, hoặc là lại có nội tâm con số 1 nữa, thì chúng ta lại càng phải thực sự trở thành một người lắng nghe giúp cho mẹ hẹn. Bởi vì vốn dĩ người con số 1 là người lãnh đạo mà. Đôi khi chúng ta rất độc lập, chúng ta rất là bản lĩnh, chúng ta rất là quyết đoán, thì cái sự quyết đoán của chúng ta nó rất là mạnh mẽ, đúng không nào? Và đôi khi chúng ta cực kỳ có chính kiến, nên kể cả những em bé của chúng ta nữa lại càng phải được mở rộng cái sự lắng nghe nhiều hơn. Và đó là lý do vì sao ở trong cái cuốn sách này, khi mà mẹ hệ thì chia sẻ và đồng hành với các ba mẹ là ba bước để lắng nghe thấu cảm như thế nào, và rèn luyện cho em bé của chúng ta có cái khả năng lắng nghe thấu cảm khi mà chúng ta nhìn thấy ở những cái em bé của con số 2 đấy ạ. Người có con số 1 cần phải học cái cách lắng nghe thấu cảm của em bé số 2. Vậy nên chúng ta vào cái trang của em bé số 2 để chúng ta học cái giải pháp đó là lắng nghe này nhé. Và chắc chắn để chúng ta có được cái khả năng lãnh đạo đối với người khác, thì chúng ta muốn là mối quan hệ của chúng ta có tốt, chúng ta có thể dẫn dắt người khác được, thì phải học cái cách lắng nghe. Chúng ta mất cả đời để học cách lắng nghe đấy, nhưng chỉ mất có 2 năm thôi để học cách nói, cách giao tiếp, các ba mẹ thân mến. Vậy nên là cả đời để lắng nghe để thấu hiểu, lắng nghe để yêu thương. Và đối với những nhà lãnh đạo thì mối quan hệ là một vấn đề quan trọng nhất đối với nhà lãnh đạo. Khi mà chúng ta không tạo dựng được mối quan hệ, chúng ta không lắng nghe được thì chúng ta không thể lãnh đạo được đâu ạ. Các ba mẹ thân mến nhé, đó là điểm thứ hai. Và cái điểm thứ ba mẹ em chia sẻ với các ba mẹ,
hãy mở rộng cái trái tim để kết nối mối quan hệ với những người xung quanh ạ. Các ba mẹ thân mến, thực sự vốn dĩ người sứ mệnh số 1 là người mà chúng ta đi qua ở vị trí dẫn đầu. Và chúng ta dẫn đầu thì đôi khi chúng ta cũng hơi cô đơn một tí, chúng ta cũng hơi lẻ loi một chút. Và các ba mẹ thân mến, chúng ta có thử nhìn tất cả những nhà lãnh đạo đi. Càng nhà lãnh đạo thì người ta càng cô đơn ạ. Lý do bởi vì họ cao quá, bởi vì họ đứng đầu quá, họ khác biệt quá, họ là chủ những doanh nghiệp, đôi khi họ là những người dẫn đầu. Thế nên là ở cái chính kiến của họ cũng đặc biệt, vì họ đặc biệt như thế, họ tuyệt vời như thế nên họ mới có thể dẫn dắt người khác được. Và đôi khi á, họ ăn những bữa cơm mà chỉ ngồi có một mình. Đó cũng chính là những cái rất là cần chúng ta phải hiểu. Và nếu như ở trong doanh nghiệp đấy, ai là người cần động viên nhất các ba mẹ có biết không ạ? Đó chính là nhà lãnh đạo. Nếu chúng ta ngồi đây, chúng ta đi làm nhân viên cho một công ty nào đấy, hay chúng ta có những người chủ doanh nghiệp, hay chúng ta cũng có những người sếp, chúng ta hãy học cách hỏi thăm họ, động viên họ, ghi nhận họ đi ạ. Bởi vì họ là cái người cần được sự động viên nhiều nhất. Thế nhưng cuộc sống thì luôn ngược lại. Chúng ta đi làm lúc nào chúng ta cũng nghĩ là phải sếp phải động viên chúng ta, và sếp phải hỏi thăm chúng ta. Quan điểm đó chưa đúng đâu nhé các bà mẹ. Chúng ta hãy tư duy ngược lại đi ạ. Hỏi thăm, động viên sếp của mình, bởi vì chắc chắn họ rất cô đơn đấy. Họ bị áp lực rất là nhiều thứ, nào như tiền lương, nào như là con người, nào như là dự án, nào như đối tác, nào như chiến lược. Họ phải lo hết cho cả một cái cuộc sống này rất là bộn bề. Thế nên chúng ta hãy học cái cách là quan tâm thấu hiểu họ đi nhá. Và đương nhiên với cái người có con số lãnh đạo 1 thì rõ ràng họ đứng đầu, họ dẫn đầu. Thế nên là họ cần phải học một cái cách bài học, đó là mở lòng ra để có thể kết nối được với mọi người. Đôi khi chúng ta khác biệt, đôi khi chúng ta dẫn đầu, chúng ta không ngại mở lòng á, chúng ta không dám mở lòng thì đôi khi chúng ta cũng hơi cô đơn một chút xíu, được không nào? Vậy nên mẹ hẹn để chia sẻ với các ba mẹ là hãy mở lòng nếu như mình là những người có sứ mệnh số 1, và đặc biệt lại có thêm đường lối số 1 hay là nội tâm số 1 nữa, hay thái độ số 1 nữa, thì chúng ta càng cần mở lòng nhiều hơn các ba mẹ nhé. Và cái điểm thứ tư mà mẹ hẹn muốn chia sẻ cho các ba mẹ đây, đây là một cái điểm cực kỳ quan trọng. Hãy đón nhận sự giúp đỡ của mọi người ạ. Tại sao mẹ hẹ lại phải nói cái điểm mấu chốt này? Bởi vì đối với những người con số 1 đó, thì đôi khi là gì? Họ độc lập quá, họ rất là tự do, họ muốn là họ được ra quyết định. Bởi vì người số 1 mà không để cho họ tự do thì họ không thể tỏa sáng được. Người số 1 không thể nào làm tốt nếu như bị ai đó ép buộc đâu nhé. Vậy nên là vốn dĩ họ cần phải được tự do để họ ra quyết định, thả lỏng tâm trí, thả lỏng kể cả về mặt cơ thể, để họ có thể được tự do quyết định. Và khi họ được tự do quyết định, họ cực kỳ tỏa sáng và họ sẽ thăng hoa về cái sự sáng tạo của họ. Và đó là cái điểm rất là đặc biệt và quan trọng. Tuy nhiên thì vì họ là cái người khá là độc lập, cho nên đôi khi họ sẽ được tự quyền quyết theo cách của họ, và họ cũng ít khi cần sự giúp đỡ của người khác lắm. Bởi vì người số 1 thì cái tài xoay sở của họ rất là giỏi, cái khả năng sáng tạo của họ rất là tốt, tầm nhìn của họ cũng rất là dài hơi. Thế nên là đôi khi họ sẽ rất tự tin vào bản thân của họ và họ cũng không cần sự giúp đỡ của những người khác. Tuy nhiên cuộc sống này thì luôn luôn có những lúc thăng lúc trầm, lúc lên lúc xuống. Cuộc sống thì đôi khi là khá là mệt mỏi đi các ba mẹ. Thế nên chúng ta cũng đừng ngại ngần xòe đôi bàn tay của mình ra để nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Hãy lắng nghe mọi người bằng cả trái tim, hãy mở rộng mối quan hệ của chúng ta ra, hãy đón nhận những cái sự giúp đỡ của mọi người. Chắc chắn chúng ta sẽ không cảm giác thấy là lẻ loi ở trong cuộc sống này, và chúng ta sẽ nhìn thấy ai cũng yêu thương chúng ta, và chúng ta sẽ nhận thấy rằng là ồ, muốn đi nhanh nhất thì chúng ta muốn đi một mình, mà muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Và các bà mẹ thân mến, sứ mệnh nó chỉ là một trong những chỉ số trong số học ứng dụng Pythagore thôi. Còn tới 20 chỉ số khác nó sẽ tác động đến cuộc sống của các ba mẹ. Và đương nhiên rồi, mẹ hẹn cũng sẽ đồng hành với các ba mẹ trong các video tiếp theo nữa. Cảm ơn tất cả các cha mẹ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nguyễn Thị Hệ, và có cái hình quả chuông á, click vào nó để các video tiếp theo mẹ hẹn sẽ hướng dẫn cho các ba mẹ. Còn những chỉ số liên quan đến nội tâm nữa cơ, hay là phong cách, thái độ tương tác của chúng ta như thế nào nữa đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các ba mẹ nha.